Tăng cân quá nhiều trong thời kỳ mang thai khiến thai phụ phải đối mặt với nhiều nguy cơ như tiểu đường, đẻ non, cao huyết áp, sinh mổ, nhiễm độc thai nghén, thậm chí thai chết lưu. Vậy làm thế nào để kiểm soát trọng lượng khi mang thai? Hãy cùng tìm hiểu 6 cách giúp bà bầu kiểm soát cân nặng sau đây nhé! 1. Không bỏ bữa sáng. Hãy ăn bữa sáng đầy đủ vì đây là bữa ăn quan trọng, giúp hấp thu nhiều hàm lượng dinh dưỡng cho cơ thể. Nhiều người quan niệm rằng việc bỏ bữa sáng sẽ kiểm soát việc tăng cân, nhưng suy nghĩ này hoàn toàn sai. Vì sau khoảng 6 đến 8 tiếng ngủ vào ban đêm thì cơ thể mẹ và bé đều cần bổ sung năng lượng vào buổi sáng. Bỏ bữa sáng sẽ làm mất năng lượng, cơn đói cồn cào sẽ làm cơ thể mẹ trở nên mệt mỏi hơn. 2. Chia phần ăn thành nhiều bữa nhỏ. Đối với những trường hợp mẹ bầu bị ốm nghén hay khó tiêu và không có cảm giác muốn ăn khi vào các bữa chính, thì cách tốt nhất chính là chia nhỏ các bữa ăn. Thay vì 3 bữa chính theo thông thường, thì nên chia thành 5 đến 6 bữa ăn nhỏ với khẩu phần ăn hợp lý. Việc chia nhỏ bữa ăn sẽ giúp các mẹ bầu giảm được các cơn ốm nghén mà vẫn đảm bảo được đủ hàm lượng dinh dưỡng và calo mỗi ngày. 3. Ăn chậm nhai kỹ. Ăn chậm nhai kỹ sẽ giúp các mẹ bầu dễ tiêu hóa thức ăn hơn và no lâu hơn, từ đó hạn chế tối đa việc ăn uống không kiểm soát trong thời kỳ này. 4. Xây dựng nhật ký ăn uống. Xây dựng một nhật ký ăn uống sẽ giúp ghi lại những món ăn mà bạn đã ăn vào buổi sáng, trưa, tối để tiện theo dõi và đánh giá xem vào thời điểm đó ăn thực phẩm này có thích hợp hay không. Từ sổ ghi chép, bạn cũng dễ dàng kiểm soát được khẩu phần ăn uống cũng như đảm bảo được hàm lượng dinh dưỡng nạp đủ trong mỗi ngày. 5. Theo dõi số lượng thực phẩm dung nạp mỗi ngày. Nếu như giai đoạn 3 tháng đầu thai kỳ, các mẹ bầu gặp khó khăn trong việc tăng cân vì một số trường hợp bị ốm nghén, thì 3 tháng cuối là thời kỳ các mẹ cần tăng tốc, nạp đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bởi vì đây là giai đoạn thai nhi phát triển nhanh nhất và dưới đây là các chất dinh dưỡng mẹ bầu cần quan tâm để bổ sung. Chất béo chiếm 25-30% tổng số năng lượng nạp vào cơ thể mỗi ngày. Nguồn thực phẩm cung cấp chất béo đến từ dầu ô liu, bơ và các loại hạt, hạn chế chất béo bão hòa từ format, kem hay thức ăn nhanh. Chất xơ cần bổ sung ít nhất từ 25-35g chất xơ mỗi ngày từ các loại rau quả, trái cây tự nhiên, ngũ cốc. Chất đạm, các loại nguồn thực phẩm giàu protein mà mẹ bầu cần lưu ý gồm có cá, thịt gà, sữa, các loại hạt. Canxi, hàm lượng canxi mà bà bầu cần bổ sung mỗi ngày vào khoảng 1.200mg. Mẹ bầu có thể nạp canxi từ các thực phẩm như sữa đậu nành, nước cam, các loại rau xanh, đậu phụ hay bằng thuốc. Sắt. Tình trạng thiếu sắt trong thời kỳ mang thai là rất phổ biến nên mỗi ngày bà bầu cần bổ sung khoảng 30mg, gấp 2-3 lần lượng sắt cần thiết so với người bình thường. 6. Tập thể dục đều đặn. Bên cạnh việc xây dựng chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng thì các mẹ bầu có thể đi bộ hàng ngày để giúp cơ thể năng động hơn hay tham gia vào các bộ môn thể thao như bơi lội, yoga để giúp cơ thể thoải mái, giảm căng thẳng mệt mỏi. Hy vọng với những chia sẻ trên sẽ giúp mẹ bầu xây dựng được một chế độ sinh hoạt khoa học để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé mà vẫn kiểm soát được cân nặng trong suốt thai kỳ.